Trấn Thành tung sao kê 1.000 trang khẳng định chỉ cơ gọi được 9 tỷ đồng trong vòng 4 ngày, tuyên bố nhờ luật sư vào cuộc. Sau khi công khai mọi sao kê có đầy đủ mọc đỏ của ngân hàng, Trấn Thành đã viết tâm thư dài để phân trần hết những nghi vấn tin đồn tiêu cực trong mấy ngày qua. Nam Nhanh Hài làm rõ từng vấn đề và phủ nhận hoàn toàn chuyện dẫn từ thiện quyên góp lên đến 120 tỷ như tình đồn. Anh nhấn mạnh, sau chuyển khoản này, tài khoản tám tài khoản Trấn Thành nhận nguyên góp chính thức bằng 0 đồng. Sau khi hết giãn cách, tài khoản này sẽ được tôi khóa vĩnh viễn. Ngay sau đó, Trấn Thành cũng đăng tải toàn bộ các khoản tiền thu chi và lý do không ra miền Trung làm từ thiện. Nam MC cho biết chỉ kêu gọi duy nhất vào một số tài khoản trong vòng 4 ngày, bắt đầu từ ngày 15 tháng 10 đến ngày 18 tháng 10 năm 2020. Ngày 21 tháng 12 năm 2020, Trấn Thành đã chuyển hết tiền vào tài khoản này được bỏ trống cho đến nay. Tuy nhiên hôm nay kiểm tra lại, nam MC thấy còn không quá 10 triệu nên đã chuyển toàn bộ số tiền vào Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi hết giãn cách, tài khoản này sẽ bị khóa vĩnh viễn. Ông xã Harry Won cũng thông báo, số tiền cá nhân mà anh đóng góp là 788.682.496 đồng, nhiều hơn 488.682.496 đồng so với những gì đã thông báo trước đó. Nói về lý do công bố toàn bộ sao kê, Trấn Thành chia sẻ, Tôi chọn sao kê là vì muốn gửi đến toàn thể những khán giả đã yêu thương Trấn Thành một câu trả lời thỏa đáng khi đã đặt niềm tin nơi tôi, chứ không theo yêu cầu của một cá nhân nào cả. Riêng đối với các đối tượng vu khống, thóa mạ, bồi nhọ hình ảnh, khủng bố tin nhắn đến tôi và gia đình tôi những ngày qua, Trấn Thành xin nhờ pháp luật can thiệp để bảo vệ danh dự cho mình. Cụ thể là tôi đã cùng ekip thống kê tất cả các thiệt hại từ vụ vu khống mạt sát xúc phạm danh dự tôi từ các YouTuber, tổ chức và cá nhân để nhờ luật sư làm việc với các cơ quan chức năng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh và chuông thông báo để không bỏ